Em chào anh. Các em. Vâng. Đi là ra lùi lùi xe này. À lùi hạ lan làm kia rồi anh. Đỡ phải bê lặng đi đi ra cống. Vâng, vâng, trong vâng, vâng, lùi lùi. Vâng. Ok, thôi. Cái đỗ thoải mái anh bảo kê rồi. Và anh như mình có ngõ đường này thông chưa? Vâng đúng rồi, đây có đoạn ngắn thì người ta đi được hết vào. Thì mình mới phải dẹp. Hạ đây mình đợi bê đầu kia bê sau. Đúng rồi. Nhanh ghê nhỉ. Đi mấy đây. Chục cây mà anh. Đi đâu mấy chục cây đây đấy vào giá 30 cây. Vâng, thế thôi. Đây chỗ Bắc Từ Liêm May Mỹ Đình đấy. Đâu, Nam Từ Liêm. À Nam Từ Liêm em à. Em chỗ gần Bưu điện Hà Đông ấy. Bưu điện Hà Đông à? Vâng. Đi đường này đi nếu mà đi ra đường Võ Nguyên Giáp này thắng đi giải đường luôn dễ. Nếu mà lên sân bay Nội Bài thì xua xuống đây. Em đi cầu Thăng Long. Chỗ em cầu Thăng Long tiện hơn. Tết lơi làm bộ mở cho nó rực rỡ. Rồi xem được 2 tháng này thấy mẹ bốc bốc ghê. Anh mới xem được 2 tháng à? Ra xem mua cái này chứ ai đấy là chưa biết là mua ở đâu. Thì lúc mẹ mất tiền rất được cái ngò ra gì. Tức là anh có nhu cầu rồi nhưng mà chưa biết mua ở đâu chưa đúng không? Mua đồ mới tháng này chưa biết dám mua đồ. Cứ lăn lăn trong lòng mới mua đâu được. Đồ này bây giờ cũng nhiều người bán mà. Ừ, từ dưới nói chuyện đầy đầy. Đầy đầy. Đâu cho người bán cái đồ gì. Đúng rồi. Có chất lượng không? Tin tưởng lắm các em này. Không biết nhau như nào được mẹ xem trên mạng mua này. Có tin tưởng. Chúng em thì... Nếu mua hàng là phải mắt thấy tai nghe. Chính xác. Đúng không? Mới đặt. Giá không là cái gì đi cái đường. Mua liều. Cái đặt lên thềm cái đi. Đấy, cái đặt lên trên thềm này. Đấy, loa đặt hai bên. Rất là măng ngon lắm mày. Cả loa kia lắm. Ba đấy, ba đùi. Em đi một thẻ luôn mà anh. Chú em giao cho anh, xong lại lên Phú Thọ. Thế, cái tiếng này là ghê làm gì phải cầu kỳ ship cho anh ba đùi liền ghê. Bóc đen gì nữa. Tết rồi, đang thay hết đồ. Bàn ghế gọi sập phá là kìa. Tết là để cơ hội để mình hưởng thụ phải không anh? Để hưởng thụ khách đến cho. Đúng không? Là đồ này anh đang thay hết rồi. Vâng. Dặm mới lấy được. Em nhìn nhà anh đồ toàn đồ mới tinh mà. Mới đang thay mà. Mới hát đầu cứ mua nghe nhạc. Thích thì mua. Đấy, này lại giữ óc thôi. Chết tay. Cầm đi tổ ơi, dày ơi. Má Hà Nội à, dân Nội. Thời công nghệ đâm ra là khoảng cách nó thu ngắn anh ạ. Sướng nhỉ, đó chả cần nhìn mặt nhau. Không nói thôi nhưng mà anh nhìn mặt em chắc nhiều rồi. À, quen rồi. Đường về thôn em duyên dáng em ven sông con thuyền suối mai. Cho to tiếng lên xem. Cho 70-80% mà xem nào. 70-80% ạ. Em tăng dần. Đầu tiên là cứ đăng 30% xong tăng dần lên. Đấy được ạ. Nhưng mà cái đấy thì mình cái liền này giống cái liền à, cái liền kia, bộ liền kia. Cái liền. Và cái này là nó tách rời. Đang thử. Tại vì là nếu mà cho lên đây thì cái kích thước loa nó sẽ to ra rất nhiều. Em thử vào nhạc mạnh anh nhá. Cô phát nhạc mạnh xem nào. Vâng. Cô mấy phần trăm đi. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Nightmare Remix. Preparing and initiating bass test. Yeah.
đây là ống nước. Làm bài đi anh. Ra đây là ống nước. Vâng. Anh làm bài đã. Làm bài chất mic xem như nào. Em làm gì mà cho hát bao giờ đâu. Kệ, cứ làm bài đi. Mạnh dạn đi. Cho bài vùng móc võng nha. Là bây giờ vùng móc võng này Trường Trường Sơn này. À ai gọi sướng nhưng mà sướng đang đi có việc, sướng ngày ăn lắm. Vùng móc võng trên đường Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu ra trần, mùa ra trần mùa này đẹp quá. Trường Sơn đông ở Trường Sơn tây. Đây đầy đầy nhỉ? Đâu có thằng ca sĩ thì loại đi bận. Là vào đi. Ông không đọc kịp đâu. Không đọc kịp. Đâu đấy là anh đang mất bình tĩnh, có máy quay đang mất bình tĩnh thôi. Tim đập dịch dịch. Đang pha nước rồi. Và làm chén nước uống. Dạ vâng. Cho mặt này cho bố bốc lên để pha nước uống. Vâng. Sao thấy cô đơn và lạc lõng? Đêm mới đang chưa ngồi đây vắng với tôi vậy. Say đi cứ say, nhớ thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dày nếu mãi sống trong khổ đau. Đôi chân đã nặng tình, những một người không hề toàn. Chưa sợ đã rồi đâu.
bye.